Sư phụ Tyson Fury tin rằng Anthony Joshua đủ sức đập nát Andy Ruiz 10 lần nếu cả hai so tài lại. Huyền thoại boxing Ricky Huston vừa qua đã có nhận xét về ngôi sao ngã ngựa Anthony Joshua và trận tài đấu sắp tới giữa anh và Andy Ruiz. Ricky Huston, võ sĩ huyền thoại Anh Quốc hiện đang là huấn luyện viên của Tyson Fury, với kinh nghiệm chinh chiến cũng như quãng thời gian giải nghệ đứng góc đài chỉ đạo. Ricky Huston đã đưa ra những nhận định chuyên môn về trận thua của Anthony Joshua. Tôi hiểu là hiện tại có rất nhiều tin đồn giải thích vì sao Joshua thất bại. Khi võ sĩ của phòng tập chúng tôi thất bại, chúng tôi sẽ làm mọi giá để tìm hiểu nguyên nhân vì sao kết quả đó xảy ra. Tôi thấy Joshua có vẻ phong độ không được ổn định ngay cả khi trước khi bắt đầu trận đấu. Joshua đã có những hiệp đầu khá tốt, anh ta thậm chí còn khiến cho Andy Ruiz phải ngã xuống sàn. Nhưng tôi nghĩ sai lầm của Joshua chính là tranh thủ cơ hội để săn knockout từ một võ sĩ Mexico. Nếu đặt trường hợp là tôi, Ruiz là một võ sĩ có khả năng chịu đòn cao, nên tôi sẽ tìm cách triệt tiêu dần sức bền của Ruiz ở tầm xa trước khi tìm cơ hội chiến thắng. Huyền thoại boxing người Anh cũng đã nhận xét rằng việc Joshua có nên tái đấu hay không thì chỉ có đội của Joshua mới thực sự hiểu rõ. Tuy nhiên ông khẳng định Joshua sẽ thắng Ruiz 9 trên 10 lần. Chuyện tài đấu thì chỉ có huấn luyện viên Robert McLaughlin và ông bầu Eddie Hearn quyết định. Họ biết rõ Anthony như thế nào. Có những người gây dựng lại thành công sau thất bại, nhưng cũng có những người sẽ không thể nào được như trước. Nếu nhìn nhận với tư cách người ngoài, tôi tin Joshua sẽ thắng Ruiz 9 trong tổng 10 lần. Nếu dự đoán của Ricky Hatton chính xác và Anthony Joshua được đoàn tụ với những chiếc đai của anh, có thể ông sẽ tìm cách thúc đẩy Tyson Fury tranh đai với Joshua vì ông cho rằng Fury xứng đáng với danh hiệu vô địch. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Andy Ruiz đòi mức thưởng điên rồ để tái đấu với Anthony Joshua tại Anh. Võ sĩ người Mexico đòi tăng tiền thưởng lên gấp 7 lần nếu Joshua muốn anh đến nước Anh để tái đấu. Trận tái đấu giữa Andy Ruiz và Joshua có thể sớm được lên kèo vào cuối năm nay vì Anthony Joshua rất nóng lòng để đòi lại những chiếc đai đã mất của mình. Ngay lập tức nhà vô địch Andy Ruiz đã làm giá, đòi tăng tiền thưởng lên đến 50 triệu đô nếu Joshua muốn trận đấu diễn ra ở Anh. Tôi vẫn đang đàm phán và cố chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Thật sự nếu tái đấu tôi muốn nó diễn ra ở Mỹ hoặc Mexico, nhưng nếu Joshua muốn tôi đến Anh thì cũng không vấn đề gì. Đưa cho tôi 50 triệu đô là đủ. Andrew Ruiz nói. Số tiền 50 triệu đô là số tiền rất lớn mà Ruiz chưa từng có được trước đây. Bây giờ anh là nhà vô địch với bốn chiếc đai danh giá, nên anh có quyền yêu cầu nhiều hơn. Trước khi đấu với Joshua, số tiền lớn nhất mà Ruiz kiếm được chỉ là một triệu đô. Andy Ruiz đã may mắn khi được chọn làm đối thủ của Joshua khi Miller bị dính chất cấm. Trận đấu vừa rồi với Joshua, Ruiz đã kiếm về 7 triệu đô, trong khi đó Joshua kiếm được 25 triệu dù thua cuộc. Rõ ràng ở một vị trí khác, Ruiz có quyền đòi hỏi. Sau chiến thắng trước Joshua, Ruiz đã hét lớn. Mẹ ơi, nhà mình không cần phải tiết kiệm nữa rồi. Từ một tay đấm không được để ý vì ngoại hình mập mạp, xấu trai và ít phát ngôn trên truyền thông, Ruiz đã trở thành nhà vô địch trong sự sửng sốt của cả thế giới. Chưa biết nếu tái đấu với Joshua thì kết quả sẽ ra sao, nhưng giờ Ruiz có quyền tận hưởng thành quả của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury khẳng định Anthony Joshua sẽ bị đập te tua nếu đòi tài đấu Andy Ruiz. Theo Tyson Fury, dù có tài đấu thì Anthony Joshua vẫn sẽ nhận thất bại trước Andy Ruiz. Điều khoản tài đấu vốn nằm sẵn trong hợp đồng trận đấu đầu tiên giữa hai võ sĩ quyền anh hạng nặng. Hai ngày sau thất bại năng nề trước Ruiz hôm 2 tháng 6, Hia tiết lộ cả hai bên thỏa thuận kích hoạt điều khoản này. Joshua bất ngờ bị Ruiz hạ knockout kỹ thuật ở hiệp 7 sau khi không có bất cứ phản ứng nặng. <laughs> sau khi không có bất kỳ phản ứng nào với trọng tài sau khi đứng dậy. Anh mất cả ba đai quyền anh lớn gồm IBF, WBO và WBA. Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử quyền anh khi Joshua đang bất bại trước khi thượng đài. Sau trận, Ruiz nói sẽ tái đấu bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ nếu có trận tài đấu thì Joshua cũng thua nữa thôi, Tyson Fury nói. Khi Joshua bước lên sàn đấu, anh ta không có tí mồ hôi nào. Tôi có nói trước trận đấu rằng Joshua sẽ bị hạ knock out và nó đã xảy ra. Tôi biết anh ta không thể thi đấu với lối đánh của Ruiz. Ngay cả khi tái đấu, đây là quyết định sai lầm. Lối đánh của Joshua và Ruiz không hợp nhau. Trước đó có tin đồn cho biết Joshua bị bạn tập đánh knock out trong lúc đầu tập. Nhiều khả năng Joshua đã thực sự không muốn xuất hiện trong trận đấu lần này. Cha của Joshua nói con trai mình bị rối loạn tâm lý trước trận đấu. Tuy nhiên tất cả các cáo buộc nói trên đều bị Joshua bác bỏ. Có thể thấy Joshua khá kém cỏi trước tay đấm tạo ra sức ép lớn. Hiện địa điểm tài đấu vẫn chưa xác định, tuy nhiên khả năng cao trận tài đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz sẽ diễn ra ở Anh dù Ruiz muốn hay không. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Phía Anthony Joshua thách thức Andy Root đấm gục quyền vương nước Anh thêm một lần nữa. Theo ông bầu Eddie Hearn, Andy Ruiz vẫn chưa có tiếng nói trong trận tài đấu lần này. Trận tài đấu giữa Andy Ruiz và Anthony Joshua có thể sẽ sớm diễn ra vào cuối năm nay. Phía Ruiz đòi tiền thưởng lên đến 50 triệu đô nếu Joshua muốn trận đấu diễn ra ở Anh. Theo ông bầu của Matt Room, Eddie Hearn cho rằng Ruiz vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình bây giờ. Tôi tưởng không nói nhiều về vấn đề hợp đồng, phía ruiz nên biết anh ta cần làm gì chúng tôi cho ruiz cơ hội được đấu với joshua anh ta còn chẳng phải là tay đấm được chỉ định tất nhiên chúng ta có điều khoản tái đấu nếu ruiz có thể đánh bại joshua thêm một lần nữa thì anh ta mới là ngôi sao thực sự mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi chúng tôi đang tham vấn và đưa ra quyết định trong hai tuần tới tôi thì muốn trận tái đấu sẽ diễn ra ở anh còn joshua lại nói với tôi cách đây vài ngày trước có thể nên tái đấu ở mỹ thêm một lần nữa Tôi kiểu, cái gì hả? Anh ta nói, đó là nơi tôi nhận thất bại, nên đó là nơi tôi phải giành chiến thắng trong trận thái đấu. Hia nói thêm, đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của Joshua và nó khiến tất cả người hâm mộ môn boxing thất vọng bởi Ruiz bị đánh giá thấp hơn Joshua rất nhiều. Chia sẻ cùng các fan sau thất bại, Joshua cho biết, rất khó để diễn tả tâm trạng của tôi ra sao lúc này. Nhưng điều đó tôi đã từng nhiều lần trải qua Thất bại này sẽ chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ hơn mà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Huyền thoại Leonard Lewis gửi lời khuyên bất ngờ đến Anthony Joshua sau trận thua Andy Ruth. Nhà cựu vô địch quyền Anh thế giới Leonard Lewis khuyên Anthony Joshua nên thay huấn luyện viên nếu muốn trở lại ngôi vương thêm một lần nữa. Robert McLaughlin là huấn luyện viên của Joshua trong suốt 10 năm qua. Sau trận thua Andy Ruth mới đây, nhiều người cho rằng Joshua nên thay huấn luyện viên vì chiến thuật của anh đã cũ và không còn phù hợp. Trong số này có nhà cựu vô địch Leonard Lewis. Lewis nói, khi bạn học đại học, bạn không thể để cho một giáo viên cấp 3 dạy mình. Thứ bạn cần là một giáo sư. Huấn luyện viên của Joshua cũng vậy. Nhưng chỉ đạo của ông không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại nữa. Trận với Ruiz, tôi không thấy Joshua có chiến thuật nào rõ ràng cả. Trong quá khứ, Leonard Lewis cũng từng trải qua những thất bại. Khi ông thua Oliver Marco vào năm 1994, ông cũng đưa ra quyết định thay đổi huấn luyện viên. Huấn luyện viên mới đã đưa ra cho ông chiến thuật cụ thể và em um, hiểu rõ về những điểm mạnh thể chất của ông. Kể từ đó Lewis đạt được những thành công. Trận đấu giữa Andy Ruiz và Anthony Joshua vừa rồi được liệt vào danh sách những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử boxing. Sau trận đấu này, Joshua đã nhận rất nhiều gạch đá từ người mộ. Trong điều khoản hợp đồng, Joshua vẫn có thể có một trận tài đấu nếu anh yêu cầu. Khả năng rất lớn là Joshua sẽ kích hoạt điều khoản này. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến trận tài đấu, có lẽ Joshua nên nghĩ đến việc thay đổi huấn luyện viên như lời Lewis đã nói. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.